Hùng đi du giữa drama bạn gái phanh nè bị một kênh TikTok ẩn danh có hàng trăm nghìn lượt theo dõi lên tiếng tố những chuyện chưa được kiểm chứng, thì netizen đào lên đoạn clip anh livestream đeo mặt nạ, nghi cố tình cà khịa. Những ngày qua, câu chuyện hot TikToker phanh nè Phương Anh bị một tài khoản TikTok ẩn danh chuyên bóc trần những gương mặt có tiếng réo tên cô trong một loạt clip. Tài khoản này có tên là Chưa Biết, ẩn sau tài khoản này hiện vẫn chưa biết là ai, nhưng với lượng người theo dõi hàng trăm nghìn người trên mạng xã hội, mọi phát ngôn của tài khoản này đều nhận về nhiều sự quan tâm lớn, gây hoang mang và định hướng dư luận. Theo đó, phanh nè bị tài khoản này tố có mối quan hệ tình, tiền với nhiều người đàn ông. Ngay lập tức, phanh nè đã lên tiếng nhưng không đề cập vào nội dung chính mà lại nói, hiện tại mình chưa đưa ra giải thích cho mọi người được. Mình chỉ đang muốn chứng minh là không phải những gì kênh kia đăng lên đều có thể là sự thật. Sau đó cô nàng bỗng quay xe bia cho một show hẹn hò mới lên sóng. Việc này khiến cư dân mạng ngao ngán, còn kênh bóc phốt kia trở mặt chỉ đích danh phanh nè. Trước động thái của phanh nè và những lời tố chưa được kiểm chứng của kênh Chưa Biết, thì netizen đã đào thêm một đoạn clip của Hùng đi du, bạn trai nữ TikToker. Theo đó, nội dung clip là khoảnh khắc Hùng đi du đang livestream với một hiệu ứng mặt nạ màu đen che kín khuôn mặt. Nhiều người cho rằng có thể anh đang cố tình cà khịa và cosplay thành nhân vật Chưa Biết, người luôn ẩn sau lớp mặt nạ và đưa ra những thông tin chưa được kiểm chứng, mang tính một chiều. Về tình trạng của phanh nè, vào nửa đêm ngày 27 tháng 6, rạng sáng ngày 28 tháng 6, phanh nè bất ngờ lên sóng, vừa khóc nức nở vừa livestream. Cô cho biết sau khi kênh bóc phốt kia làm clip về mình thì mình đã bị netizen tấn công, cả gia đình cũng bị ảnh hưởng nên bản thân không biết phải đi đâu, làm gì và không còn gì để mất. Cuối cùng, phanh nè tuyên bố nếu như ngày mai mình không xuất hiện nữa thì tất cả là tại kênh bóc phốt kia gây ra. Trước động thái của phanh nè, ai cũng lo lắng cho tình trạng của nữ TikToker. Ngay sau đó, điều khiến dân tình hoang mang hơn nữa là Hùng Đi Du đã cắp clip cuộc nói chuyện điện thoại với mẹ phanh nè, khi mẹ nữ TikToker lo lắng bởi không liên lạc được với con gái, cũng không biết con gái đang ở đâu. Trong cuộc trò chuyện này, mẹ phanh nè nói chuyện với giọng lo lắng, cô gọi điện bao nhiêu lần cũng không được, cô nhắn tin cũng không được. Cô gọi bạn bè nó các thứ cũng không ai biết nó ở đâu hết, nó không liên lạc, giờ cháu cũng ổn định cháu đi. Cô biết cháu ở ngoài đấy có liên lạc được với nó không thì cố gắng liên lạc nó giúp cô được không? Ngoài ra mẹ phanh nè cũng cho biết thêm rằng tâm lý con gái đang không ổn định nên bản thân rất sợ và lo lắng. Bố nó mất sớm giờ cô còn có một mình nó. Bây giờ nó làm kiểu này, không may xảy ra chuyện gì cô rất lo. Cháu cố gắng tìm nó giúp cô với được không? Cô nói. Về phần mình, Hùng Đi Du cho biết hôm qua sau khi phanh nè livestream xong và có những biểu hiện bất thường như vừa khóc vừa like rồi dừng đột ngột thì cũng tìm đến 3 đến 4 giờ sáng nhưng không biết cô nàng ở đâu. Khi mẹ phanh nè gọi điện cho Hùng Đi Du cũng chỉ khoảng 5 giờ 30 phút sáng. Một số người thì lại cho rằng phanh nè đang cố tình bia cho một show hẹn hò mà có cô tham gia. Bởi trong clip đính chính, phanh nè bất ngờ bẻ lái sang giới thiệu show, thái độ của cô nàng cũng hoàn toàn vui vẻ, cười nói như không có vấn đề gì. Điều đáng nói là trước đó, Hùng Đi Du cũng làm clip tìm địa điểm tổ chức show này theo lời thách thức từ ban tổ chức chương trình. Khi phát hiện ra chi tiết này, netizen đã nhanh chóng đặt nghi vấn về tính xác thực của màn đấu tố này, cho rằng có thể cả hai bên đang hợp tác để bia cho show hẹn hò nọ. Thậm chí có người còn hỏi thẳng, kênh kia với bà này làm content quảng cáo show à, thì phanh này trả lời ỡm ở 50-50.